Xin chào cả nhà, chào quý bà cô dì chú bác và các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về Nam Em. Cụ thể Nam Em đã từng nói như thế này nè: bạn trai đã giúp tôi hết chán sống. Hoa Khôi Nam Em khen bạn trai Hữu Cường giỏi chuyện chuyển hóa cô từ chán sống sang ham sống. Tối ngày 10 tháng 7, Nam Em thừa nhận trước đây cô hay bất mãn suy nghĩ tiêu cực. Người đẹp cho biết từ khi yêu bạn trai Hữu Cường, bạn trai giúp cô biết trân trọng và kiểm soát được cơ thể của mình, tiết kiệm để lo nghĩ cho tương lai. Hiện tôi yêu đời, cô nói như vậy đó mọi người. Sau những ồn ào vừa qua, Nam Em cho biết đang gác công việc ở làng giải trí tập trung kiếm tiền vì nghĩ chỉ cần có tiền, tự khắc mọi thứ sẽ tốt lên. Cô từng nói khi tìm được một động lực sống sẽ quay lại showbiz một ngày không xa nha các bạn. Hiện tại cô sống ở thành phố Đà Lạt cùng bạn trai Hữu Cường quê ở Hải Phòng hơn cô 14 tuổi. Nam Em từng nói lần đầu gặp mặt Hữu Cường cô rất ấn tượng với thân hình xăm mặt pháp phục cùng đôi bàn tay đẹp của anh ấy. Theo ca sĩ, bạn trai chiều chuộng cô hết mực luôn. Cô luôn ở cạnh cô nè, cô cảm nhận mình như đứa trẻ con được nâng niu yêu thương hết mực. Nam Em thừa nhận trước kia nhiều là người sẵn sàng chi tiền cho cô để cô có danh có phận, nhưng cô đều từ chối vì muốn tìm một mối tình yêu đích thực. Cô từng có ý định bỏ nghệ thuật vì xung quanh mình có nhiều ồn ào, nhưng khi gặp bạn trai mọi thứ đã thay đổi. Cả hai đã gắn bó được hơn một năm nay rồi mọi người. Nam Em thì tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lệ Nam Em, sinh năm 1996, quê ở Tiền Giang. Nói chung là cô ấy tham gia nhiều cuộc thi giống như người mẫu ảnh, rồi có đóng phim, rồi ca sĩ nhiều lắm. Rồi nhưng mà hiện tại bây giờ cô ấy cùng bạn trai đã chuyển lên Đà Lạt sinh sống, cụ thể là livestream bán nước hoa trên đó, rồi có buôn bán thêm một ít thịt heo nữa. Nói chung thì mọi người cứ ủng hộ giúp cho Nam Em và Hữu Cường có cuộc sống tốt hơn, vì có tiền sẽ giúp cho cuộc sống tốt hơn. Xin chào cả nhà, chào quý bà cô dì chú bác và các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về Nam Em. Nam Em bị chỉ trích sau bài đăng nghi đã từ mặt chị gái của mình là Nam Anh. Jolly được cho là của Nam Em đã vấp phải những sự chỉ trích từ cư dân mạng. Thời gian qua, Nam Em từng gây ồn ào vì liên tục phát ngôn sai lệch trên mạng xã hội và bị khán giả quay lưng tẩy chay. Thậm chí cộng đồng mạng còn chuyển hướng tấn công sang Nam Anh, chị gái của Nam Em nữa, vì cho rằng không chịu chỉ dạy em gái của mình để cho cô ấy giống như la làng la lối ở trên cộng đồng mạng như vậy. Cho đến mới đây, cái tên Nam Em lại một lần nữa trở thành tâm điểm gây chú ý khi vướng tranh cãi trên mạng xã hội. Nguyên do là người mẫu sinh năm 1996 bị nghi đã đăng tải tên dòng trạng thái của mình, nói là bản thân là trẻ mồ côi, không có bất cứ người thân ruột thịt nào cả, không cha, không mẹ, không chị, không anh và cũng không có họ hàng ruột thịt nào cả. Người thân duy nhất của tôi chỉ là Bùi Hữu Cường. Nhớ cho kỹ, story này được cho là của Nam Em nhanh chóng vấp phải là sóng chỉ trích từ cư dân mạng. Nhiều người đã ném đá vì cho rằng cô coi trọng mối quan hệ yêu đương hơn cả mối quan hệ ruột thịt cha mẹ của mình. Vài ngày trước, chị gái Nam Anh còn bật khóc nức nở vì nhớ về Nam Em khi tham gia buổi sơ khảo của Miss Grand Việt Nam năm 2024. Sau đó Nam Em còn gửi lời tới chị nói là: hỡi ơi, tiếc nuối cái gì, sinh lão bệnh tử con người có lúc bị giới hạn, không thể đổ lỗi cho bệnh thì phải chấp nhận thôi. Mình biết không thể khỏe thì mình không nên cố chấp đi tiếp được cái gì đâu. Mong bạn khỏe mạnh để tiếp tục bạn hợp làm nữ hoàng hơn. Môi trường nào cũng vậy, giữ mình là được. Hiện nay động thái của Nam Em vẫn đang là tâm điểm gây chú ý của cư dân mạng. Cụ thể, vào tháng 2 năm 2024, trên mạng xã hội từng xôn xao dòng trạng thái cầu cứu của Nam Anh. Cụ thể, người mẫu sinh năm 1996 viết như thế này nè: bây giờ Bùi Hữu Cường lập hết tất cả các mối quan hệ của Nam Em, cô lập luôn nha. Giờ cả tôi cũng nghĩ không ai thương bả hơn ông Cường nữa. Xin cứu cái gia đình tôi, sao mà có thể nghĩ cái gì cũng xấu xa như vậy cả. Nam Anh cho rằng bạn trai Nam Em có những biểu hiện kiểm soát cô lập những mối quan hệ xung quanh em gái của mình, khiến Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long tin rằng chồng sắp cưới là người tốt với mình nhất, không do ai tốt bằng chồng cô ấy đâu. Nam Anh, Nam Em là cặp đôi chị em nổi tiếng trong showbiz Việt. Đây là hai cái tên thường xuyên góp mặt trong các cuộc thi hoa hậu. Không chỉ có sự tương đồng về ngoại hình và sự nghiệp, cuộc sống của hai chị em này cũng có những điểm chung như là đều xuất thân từ trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội, nổi lên nhờ nhan sắc và tài năng của mình. Trong một chương trình, Nam Anh từng chia sẻ về việc hiếm khi lên tiếng khuyên nhủ hay chỉ bảo em gái. Nếu mà là Nam Em gặp chuyện thì chắc chắn mình phải lên tiếng rồi, nhưng đôi lúc những chuyện hiểu lầm đó khó giải thích lắm mọi người ơi. Để nói về một vấn đề tất cả mọi người ai cũng hiểu và hướng tới nó thì rất là khó, tại vì mỗi người một suy nghĩ phát ra thôi cũng đã nảy sinh rất nhiều suy nghĩ khác rồi. Cô cho hay như vậy đó mọi người. Còn hiện tại bây giờ thì Nam Em nói là không ai tốt với cô ấy hơn là Bùi Hữu Cường. Thì thôi, bây giờ nói chung người trong cuộc thì mới hiểu thôi, chứ chúng ta người ngoài cuộc thì sao hiểu được. Còn tốt như tốt thế nào hãy chờ xem bản tin tiếp theo.